Rồi hello, xin chào tất cả các anh em nhé. Thì hôm nay Kích Lận Top One lại quay video để giới thiệu đến các sản phẩm đến cho anh em nhé. Thì trước màn hình anh em đây là 5 con máy Kích Lận cao cấp anh em nhé. Đấy, bản này là bản tháo rời chĩa anh em ạ. Đây, con máy này thì em tất cả các con máy em đều hoàn thiện. Đấy, chuẩn chỉ như nhau, anh em có thể xem đấy, về kích thước độ dài đấy, cũng như là chất lượng gia công nhựa. Đấy, tất cả đều như nhau anh em nhé. Thì 5 con máy này, đây một con máy này là của khách khác, còn 5 con 4 con máy ngắn và một con máy dài này, tại sao lại tự nhiên ra một con máy dài như này? Đấy thì em quay video để giới thiệu đến cho anh em luôn. Anh em nào mà thích lặn lâu đấy, anh em nào mà thích lặn lâu, thích đi xa mà pin nó đủ khoảng từ 5-7 tiếng gì đấy, thì anh em đặt em những cái con máy dài như này nhé. Đấy thì anh em bao lại anh em lặn lâu luôn đấy, thì nó cũng chỉ dài hơn con bình thường khoảng tầm 7 phân thôi, 3-4 phân thôi anh em ạ, không được 7 phân đâu đấy, khoảng 5 phân nhé, chốt lại là khoảng 5 phân thì nó dài hơn một chút để em để thêm được 3 quả pin vào đây. Thì nói chung là nhìn con máy nó vẫn cân đối thôi đấy, anh em cầm nắm rất là thoải mái thôi đấy. Con máy này thì nặng sẽ nặng khoảng tầm hơn 1 cân, còn tất cả các con máy khác thì nó chỉ nặng khoảng tầm 900g đấy anh em nhé. Đấy, nhưng con máy này là chỉ nặng 900g thôi. Đấy, tất cả các máy bấm đều ok. Nói chung là có máy em đã sạc đầy pin rồi, còn máy em chưa sạc đầy pin thì tiếng máy nó cũng có thể khác nhau một chút. Đấy, còn những con máy nào mà sạc đầy pin rồi thì tiếng máy nó cũng kêu khá giống nhau. Hai con máy này là chưa được đầy pin này, hai con này là đầy pin rồi này, thì nó nghe tiếng nó sẽ giống nhau. Đấy, có thế thôi. Chứ còn về sức mạnh của máy thì tất cả các con máy đều như nhau anh em nhé. Con máy nào cũng kêu rất là ok. Đấy, tổng cộng là hôm nay em sẽ gửi 6 con máy này này. Đây là 5 con. À, đây là 6 con. Em xin lỗi anh em nhé. Đấy, và hai con máy kia thì em cũng chắc là chiều nay hoặc ngày mai em sẽ hoàn thiện nốt để gửi khách. Và ngày mai em cũng sẽ làm thêm 3 con nữa để em gửi cho khách nữa. Đấy, và một con máy sửa anh em nhé. Thì tất nhiên rồi, làm cái gì thì nó cũng phải có máy hỏng. Chứ làm mà nó không có máy hỏng thì hơi phí anh em ạ. Em bán đến bây giờ thì điểm hiện tại nó cũng hơn 1000 máy rồi. Nói chung là tháng hỏng 1-2 con máy thì nó cũng thật sự nó là chuyện bình thường thôi. Đấy, quan trọng là khi hỏng máy thì bên anh em mua ấy, thì là sẽ giải quyết cho anh em thế nào, sửa bảo hành hay là sửa tính phí cho anh em thế nào thôi. Đấy, còn anh em đã dùng lâu rồi, dùng vài 3 tháng rồi, dùng 4-5 tháng, 7 tháng, có anh em dùng đến cả năm rồi nó hỏng máy, anh em gửi về sửa chữa thì nó rất là vui vẻ và bình thường thôi. Tại vì là trong cái thời gian đấy thì khi anh em lặn cá thì những cái con máy của em thì nó rất là hiệu quả. Anh em lặn cá thì hầu như là chỉ cần vài hôm nó đã về vốn rồi. Đấy nên là rất là nhiều anh em rất là ok, rất là vui vẻ trong cái câu chuyện mà bảo hành máy. Và em cũng như vậy, em sẽ nhận sửa và nhận bảo hành máy đấy cho anh em là trọn đời máy luôn cơ mà. Nghĩa là trong vòng 15 ngày đầu tiên thì anh em gửi, nếu mà em gửi máy cho em có lỗi lầm hay là những cái sai sót gì của nhà sản xuất ấy, như em sản xuất thì là anh em gửi về thì em sẽ bảo hành miễn phí cho anh em. Còn sau 15 ngày anh em sử dụng mà nó có hỏng hóc hay như nào đấy thì em sẽ vẫn nhận sửa tính phí bình thường anh em nhé. Đấy, anh em không phải lo cái khoản sau này có ai sửa cho anh em không. Đấy, anh em sử dụng 1-2 năm, pin thì nó là cái vật phẩm có thể hao mòn theo thời gian, anh em phải nhớ cái chuyện đấy. Đấy, nếu mà anh em mua về mà anh em sử dụng 1-2 năm mà pin nó yếu rồi, nó cũng giống như cái điện thoại thôi, anh em thấy nó yếu thì anh em có thể là liên hệ với em để thay pin nhé. Thì thay pin anh em có thể gửi máy về cho em thì em sẽ hỗ trợ anh em là thay pin, và em sẽ tính phí theo cái chất lượng pin mà anh em lựa chọn. Đấy, tiền nào của đấy thôi. Nói chung là chọn pin đắt thì nó sẽ sử dụng lâu, mà chọn pin rẻ tiền thì tất nhiên là nó sẽ vẫn sử dụng được nhưng mà thời gian sử dụng nó sẽ ngắn hơn anh em nhé. Thế và hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ? Bây giờ là 10:20. Ngày mùng 4 tháng 12 anh em nhé. Đấy. Hôm nay em sẽ quay cái video để gọi là quảng cáo đến anh em một chút thế thôi. Bây giờ thì cũng gần là cái dịp cuối năm rồi, nói chung là tất cả mọi thứ nó đều khó khăn.
đấy, hàng hóa em gửi đến cho anh em là cũng là rất khó khăn thì mới gửi đến tay anh em được và nó an toàn đến tay anh em nhé. Thì nên là anh em là mua hàng thì anh em vui lòng đấy, chốt cọc cho em là 200 đến 300.000, nghĩa là cái tiền này là tiền cọc trách nhiệm của anh em thôi, chứ còn em mà đã xác định lừa anh em thì em lừa nhiều luôn, em không lừa có 200-300 để làm gì cả, cũng không giàu không nghèo gì 200-300 đấy cả. Đấy, bây giờ thì hàng hóa nó thứ nhất là gửi đến cho anh em thì em cũng mất rất nhiều thời gian, vì thứ hai là nếu mà gửi đến cho anh em không nhận, vừa gửi đi vừa gửi về thì máy nó bị hai lần gửi như vậy, nó trục trặc rồi e không ai chịu trách nhiệm cái khoản đấy cả, nên là rất là thiệt thòi cho em. Nên là anh em nào mà chốt mua hàng thì anh em liên hệ với số điện thoại 0352 666 197 để mua hàng, và anh em mua hàng anh em cọc cho em là 200 đến 300 nghìn. Đấy, anh em nào mua quen thì em vẫn bảo anh em cọc bình thường anh em nhé, chỉ vì là cái quy trình mua hàng của bên em là như vậy rồi. Đấy, còn nếu mà anh em đã quan tâm đến sản phẩm thì muốn biết thêm chi tiết gì về sản phẩm thì anh em cứ liên hệ với số Zalo hoặc là số điện thoại 0352 666 197 anh em nhé. Em xin phép chào anh em nhé.